một cái dáng rất là cao nhỉ, yeah. Không như bên người Mông ở Hà Giang. Đây là chị quản lý này, à, tặng cho Điếc công tử này, nhận này của chị này đó. Xin chào tất cả các bạn nhá. Hiện tại anh em cũng đã tắm rửa xong rồi, bây giờ sẽ đi khám phá ẩm thực của vùng Điện Biên. Anh em nhóm của ba anh em thì cũng lần đầu tiên đi lên Điện Biên nhá, xem là trên này có ẩm thực có những cái gì. No. Khóa cửa chưa? Khóa cửa. Vâng. Khóa cửa. Đúng rồi. Vâng. Ta lên điện đi. Rồi xem biết có biết khóa cửa không nào. Được rồi. Ok. Để chúng tôi đây chứ. Ừ, để trong tôi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Hello, xin chào toàn thể quý khán giả trên kênh của bạn Tài TV. Xin được giới thiệu, đây là Phen Phen Vlog. Các bác nào đang xem kênh của Tài TV mà chưa follow kênh của Phen Phen thì mời các bác từ kênh của Tài sang follow kênh của Phen Phen. Phen Phen đúng là thông minh. Bây giờ anh em sẽ đi khám phá ẩm thực nhá. Nghe nói là Điện Biên có rất nhiều hải sản, có rất nhiều là món rất là đặc biệt lạ. Món sâu này, món sâu chít này. Ở đây có cái món quán ăn dân tộc. Đây ăn xuống mà. Chẳng biết khóa cửa đâu. Khóa cửa cẩn thận nhá. Khóa lại đi, không tính đồ đạc. Khóa cửa. Khóa xong phải thử vặn xem có ra được không. Quay ngang đây. Ấy đâu rồi? Ấy đâu? Cái đầu đâu? Đi của anh Thắng hay sao? Đi tầng 4 mà. Chỉ cần lên được nhau. Hổ đố. Ấn lên mà, thử ra mà. Hổ đố. Đâu đâu? Chúng ta. Bây giờ đội này là biết sử dụng thang máy rồi nhỉ? Biết chưa Trần, biết chưa? Đây là, đây dạy cho này. Đây là đóng cửa này. Muốn đi tầng nào thì ấn cho là đóng cửa đây là được. Còn đây là nút mở. Rửa chìa khóa rồi. Sao tầng 5 này? Ấn tầng 1. Ấn tầng 1 mà. Nào, ấn đi. 1. Rồi. Tầng 1. Đúng rồi. Có cầu thang này tiện quá anh. Ấn tầng 4. Thì phải ấn là tầng 1. Được rồi, được rồi, ấn nữa. Được. Ấn hai phát là nó hủy lệnh. Không, vấn đề mới xuống này, vừa ra ấn đâu. Đấy, thấy chưa, mới xuống. Đường này, đường này. Chia cho em gửi cái chìa khóa với nhá. Em cứ để à, để đây luôn, để bên gửi nhờ ở đây. Ô trời mưa nhờ. Rớt phớt xuống mấy hạt rồi. Ôi chim gì đây? Chà mà bông. Bây giờ nó đang tìm chỗ ngủ hay sao đây? Này gặp chặt chắc đứng. 4 con. Tối nó ngủ đây mà. Nó đang tìm chỗ ngủ ấy. Đang có con non đấy. Có con đuôi ngắn nào ấy. Thế nó làm tổ hay sao rồi? Chắc quanh đây có tổ rồi. Này cây quất chứ nhở, cây quất với cây sấu ấy. À cây sấu. Để làm con cá ngon.
Dân tộc em thì đi làm, còn làm mặt múa tới đến mà đen xì xì. Nhìn cũng rất đẹp lắm. Đẹp à? Quay người chụp nào. Chụp ảnh nhá, chụp. Ơi. Vào. Đại đoàn kết nhá. Ui uy tín luôn. Nào xem thế nào. Uy tín luôn. Chụp đằng sau đang có xe đằng sau chụp luôn. Chụp luôn. Nóng. Đúng eto luôn. Rồi. Rồi bây giờ nào dạng chân ra đang vào. Nào. Dạng ra. Dạng ra. Đó. Cái kia dạng ra. Kéo đi kéo nha. Đây. Ôi cho kéo tôi này để tôi kéo lại. Nào nha. 1 2 3. Úi dồi ôi, ảnh đẹp lắm. Cái dao uy tín nhỉ. Bạn chơi uy tín nha. Chữ nhật đỏ. Nay anh em ở khách sạn 3 sao nhá. Đó. 3 sao gì nhỉ? Tín zoom lên chứ 3 sao rồi. Zoom chứ sao rồi. Đó. 3 sao. Là sao vàng luôn đấy. Ở khách sạn của Watching. Mà trên giường rất ngon mà. Nằm có êm không? Ngủ có êm không? Ba sao. Bảo Peo đếm tầng. Bảo đếm tầng nha. Đếm tầng. I O P lau xia. 1 2 3 4 5 6 1 5 2 3 4 5 10 2 5 200 rồi. 10 200 rồi. Không đếm được chứ không phải bèo. Nhưng vượt phải đánh nhầm nhầm nhầm. Phải chê nhau. Nhưng mà anh ấy vượt, nó anh vượt nữa mà. Đấy, vào đây là mặc áo con mèo đây. Mèo. Mèo ấy. Mèo. Đấm. Con mèo. Mèo. Để nó xem. Xem nó ra cái tiếng nhá. Nè, ra chỗ này chưa? Ra chưa? Ra rồi à? Ra rồi á? 50. Đấy. 50 rồi mà. Đi chưa? Chưa rồi. Ra rồi à? Mà đi ngắm máy bay. Hôm nay săn trượt máy bay. Hôm nay Pay Hầu nhìn thấy máy bay, Pay Hầu cứ chạy theo sau đuổi. Bản thân anh ạ, vui lắm. Vui hơn cả Tết. Được biết đâu. Trong quá trình đi xe đi các tỉnh hầu như là Pay Hầu không ngủ một tí nào. Anh nhìn nó hai bên cửa xe đó. Bây giờ anh nó. Anh vừa lọc, nghe thấy không ngắt. Bốn này á. Thì một gái một trai thì chắc bản thân. Như cũng mai thì và ba gái thì dân tộc phải có là nuôi dõi. Dân tộc phải có thêm một con trai, vâng. Thì gia đình em mà đông con mà còn nhỏ thì gia đình em mới có được nhiều lắm, vâng. Điếc này thì đoán thôi. Ấy, tránh xe. Nạc dù à? No, ăn cơm đây. Này rất là đẹp nha, quán xá này.
Dừng rồi. Phen đỗ ở ngoài đường rồi. Đấy. Rượu đây. Rượu chùm nhá. Giống rượu đúng cám rồi nhá. Giống vậy. Chắc giống nhau rồi nhỉ. Chất lượng rượu của mình chắc còn ngon hơn. Rượu Ngô Thanh Vân chuẩn luôn. Đấy, đây là rượu chùm khóa vào đàng hoàng đây. Ngày 23/1/2021. Đây họ ghi ngày hạ thủ. Đấy, một loạt vào bên trong này. Trần đi ra lấy can rượu. Xe bán tải của anh Nhất đây. Nhà sàn đấy. Sàn này vẫn lập bằng lá cọ đây các bác này. Đấy, Trần ra sách Trần. Can rượu vâng, anh cứ mở cho Trần vác quẩy lắm. 10 can còn vác được đấy. Không. Tặng ở bên. Cho điếc tin phụ. Hầu ở đây, hầu đây. Đi cùng. Đẹp nhở, đẹp, nhiều đèn này, bèo đảo kinh nhật, chóng mặt đấy, đang đêm nhá, có bao nhiêu cái đèn này? Đèn này, để đây này, để lên cái ghế đây luôn. Cho lên cái ghế, để tí nữa đổ ra cho dễ. Đó. Đấy, tối nay anh em mình chỉ hết nửa can đấy là vừa. Vui vào đi, vui vào đi. Rượu, vâng. Mà 20 lít. Cho chị một cái ca rượu. Rượu, mình rót vào bát nhé. Can nước đấy. Có bát đá cần chơi ấy. Hôm qua cho nó cái mấy cái thẻ cái ấy đi ấy. Ô ấy đâu rồi? Ê, đâu hết rồi? Mất hết rồi à? Hả? Còn không? Sang năm còn đi. Ui giời. Đen được biết đâu. Phong thôi. Đâu?
ra để phòng kìa. Để đâu? Đánh đường nào? Đi đâu? Ra đi tiếp. Yo. Là nhìn ra gắn thuộc. Ừ. Sang cái gắn thuộc á. Ừ. Sang hỏi cái này đâu rồi? Chạy đi tìm bằng được. Cái bộ này là cái to là nó bé nhá. Bộ này là cái chân rồi cáo. Điện bên truyền thống á, truyền thống của người Mông ở đây á. Cháu là người ở chùa. Thế à, người Mông của chùa mặc như này à? Thế thêm nó không mang rượu vào cho mình, nó không mang đấy cho mình để mình có rượu. Đồ ăn trần tử rồi. Thế giới. Thấy không? Đồ rượu với cả trần nhá. Theo như kiểu biết nghe thật đấy nhá. Biểu. Thật ra ngoài nhá, trần nhá. Mỏ. Đây là món thịt lợn à. Cuốn rau cải. Rau cải nướng. Mỡ. Cải này cải lông ấy. Còn đây là món da trâu nộ. Da trâu đâu bì chứ. Với cả thịt. Bì trâu. Bì trâu. Nên họ cả. Rồi. Da nó so xanh. Bì với da là một thôi nhỉ anh nhỉ. Cái này họ luộc rồi. Ăn cái này mới giòn này. Da này mới giòn. Này uống với rượu thì tuyệt vời rồi. Món này nóng hổi luôn. Sờ vào bỏng tay ấy. Đây. Quay hàu. Nên có mỗi anh em cô cháu mình không phải đứng lên đấy nhá. Vâng. Cứ ngồi thôi. Vâng. Nhỉ. Đây nó cũng nốt chị đây này. Trang có chưa? Trang không uống. Trang có vi có chưa? Trang thôi. Thế anh lại. Thế cho anh ăn được tí rồi. Anh bảo em nhốt mấy con muỗi là anh làm. Vào. Anh mà anh hơi là. Hay là bật điều hòa lên nhỉ? Đấy bật lên đấy được rồi. mà cho ấy đi, cho chị mật rổ rau thơm cái đi, trông hấp dẫn quá. Em ơi, đây là thịt trâu à em? Cái này là thịt trâu à? Em bỏ. Cái này là thịt trâu à? Ừ. Cái này món là thịt này nhà em gọi là đây món là thịt lạp chín. Lạp chín. Đây là món thịt lợn này, thịt trâu. Cuốn cải. Đây là thịt lợn. Cuốn cải. Còn đây là gà nướng gì đây em? Gà nướng mắc khén anh ơi. Gà nướng mắc khén. Xôi tím à? Wow. Cái này là cái gì ạ? Đây là vỏ xôi. Nào, cầm chén đâu, cho đưa sang em. Tưởng mềm mềm. Cái này xôi nhá. Xôi để trong cái sọt. Nào, mời cô ba nhá. Mời anh em nhá. Nào, vui quá. Đây này, tôi chơi này. Tới ngủ ngon. Làm mấy chén cho nó khỏe. Thôi được rồi, không phải với nhá. Cái với nè. Mày cùng nhau với. Thôi, cô mời nha, chị mời nha. Không đến mức. Ngon đấy. Sốc đến mức luôn. Này mình ngon này. Cứ thử cái này trước. Nó đang nóng. Thịt lợn này. Cuốn rau cải nướng này. Chấm đây nhá, ăn. Mở nó. Các cô các chị cảm nhận. Các cuốn nhá. Ấn Độ nó vào chứ này. Nguyên thế bao nhiêu cho nó được. À, cái này cuốn mà. Quay hàu à? Ồ, nò. Đây, răng khỏe ăn da vào cho nó. Đấy. Giòn lắm. Không. Đâu? Mắc khén.
À sợ cay. Sợ tưởng có mùi tạt á. Đó, ừ. Đây, các anh lấy cuốn ăn đi. Mấy anh em ăn đi. Ai cũng uống rượu thì ăn mạnh vào. Ai uống rượu thì cũng ăn mạnh vào. Món da trâu à. Giòn lắm. Cái vẹn. Ngon. Món này xin được giới thiệu với các bác. Món dai nhất Việt Nam. Không dai đâu mà. Nhưng mà ý là mình làm ấy. Mình tự làm mới dai thôi, còn quán họ làm thì ngon lắm, thơm lắm. Ăn ngon lắm. Chẳng biết là cái nào cơ, cái này chấm thử cái này. Chấm cái nào không được, chấm cả ba đi. Cái này nhiều dầu quá. Rất thơm đó. Cái này nó nướng. Vâng. Bây hầu thả. Mình thả đa phần là hấp bấm lai. Nhạt. Cái nước chấm bài cay. Ăn nhất. Mắc kém ăn khát hát hạt tiêu. Ăn hơi tê tê. Ăn không hơi tê tê. Thế với anh xem món kia món gì đâu? Món này á? Món măng à? Măng sặt với cả rau gì ấy. Măng nha các bác nha, măng xào với rau, rau gì ấy? Cá này nước này, đấy, khai thác cá luôn này, bây giờ cá, tiếc này, em cảm ơn luôn này, đấy. Cảm ơn mày. Với đậu. Này Trần biết Trần này. Ba mẹ Trần này. Cá với anh nhé. Rồi rồi đấy. Cá hôm nay bán dành cho khách. Bây hầu thôi không ăn cá, bây hầu thì ăn cá. Đâu bạn đâu ăn rồi không thì đang học đâu mấy anh em bên nào đưa rượu à bút báo rồi hay không say không ngủ nhá hay gắng nhá nó ấm đầu bất ấm bẩm nó là ấm đầu bất rồi em mai ấm mai thì nốt cầu kính sơn cầu kính một ăn đâu đâu này ăn nhà đặt cái đó. Được chưa? Rồi. Rồi nhá. Rồi. Chơi với tôi rồi. Thế còn cái này để chấm cái gì? Thôi thôi thôi. À, vậy hả? À. Món gì chưa thưởng thức nhỉ? Đây. Cá này ngon đấy. Cá. Ừ. Anh ăn cái gia vị ở bên trong con cá ngon cực kỳ luôn. Anh ăn thử cái gia vị trong cá này á. Ờ, khác biệt luôn. Nó cay. Nó có lá lốt với cả rau bò khai. Đến một trong rồi mình về Hà Giang nhưng mà ý là về đường nào cho Trần được em đúng không? Nhưng mà đêm mai cảm ơn nhà đang dự kiến là như vậy. Cá gà của bên ngon vâng. Khoảng sáng thứ bảy hôm nay cá gà của đây bên thì ngon lắm luôn. Trong khoảng hết sáng thứ bảy đến trưa khoảng 22 giờ chiều. Đến sáng chủ nhật là chỗ là phải đổ ấy rồi còn chiều gió lên làm việc với cả xã với cả thôn để cho sáng hôm sau nó lắp lại kết cấu. Sâu hay đấy, sâu chít nhỉ. Sâu này ăn sợ lắm. Sâu này sâu gì em ơi? Sâu chít này là sâu tre. Mình nuôi à? Mình lấy ở Tre với anh. Mình nuôi, có nuôi tăng trọng không? Con này có tăng trọng không biết cho nó ăn kiểu gì ấy anh. Mời nhá. Trần thì nói tiếng tiếng Mông xem nào. Xem dạ. Bạn ấy biết nghe không? Người Mông mà. Nhá rông. Đấy nhá rông đây này. Trần. Cú nhỉa co luôn. Nói nhanh lên chứ. Chán thật. Mày hả? Hơi kém. Ta để cho bây hầu ăn con này xem bây hầu sợ không nhá. Ăn cái giòn lắm. Ê, sâu chít thì này. Này sợ này, thuốc lắc này này. Này. À, trước anh ăn no. Không sao đâu mà. Ờ, cười. Để ăn cho giòn xem. Ờ. Ừ.
cho chị hết. Cô ba nhé. Dước. Dước sợ. Không có ăn rồi. Ngon quá. Ngon. Ừ. Không sợ hướng chi là cái con này. Ok, mời. Mời anh nhá. Sâu chè nhá. Cảm ơn. Khỏe quá, quá khỏe. Được. À được rồi, để anh thử sâu này xem là quá nó... Quá nó sợ không à? Thì quá tải. Hay giống giống con sâu chít. Mấy ngày liên tục anh cứ ngon. Anh ngon lắm. Chết chết. Ngon lắm. Ăn có khác thì còn nhậu. Ờ mời nhá. Ok, cảm ơn. Thì lúc đi hôm nay mới mời rượu cho nhau đây nhỉ. Con này trong cây tre. Nó đục đục cây tre đây. Không mời mời. Em rất trẻ trung. Anh chị thì em cảm ơn mọi người. Vâng. Có ngon á. Anh ăn con nhộng đi không? Anh ăn tắm. Hả? Trước ăn nhộng ông áp bị. Con này nó không bị đâu. Em thử con này. Còn canh gì khác không? Có canh cải thịt băm thôi, nếu mà không ăn canh da trâu thì bọn em là chuyên về da trâu. Không, cho anh canh một bát canh cải thịt băm nhé. Một bát. Đây là canh da trâu. Canh bì trâu. Chân trâu nấu với lá vóm vém. Lá chua đấy nhỉ cô nhỉ? Bà mời nhỉ? Đây. Đúng rồi. Cái lá này thì ở chỗ em có đầy mà. Anh Thắng vừa ăn chân trâu xong. Thấy không? Làm má à? Ê, hôm nay nhìn no quá hay sao? Hôm nay đi ăn dẫn đi ăn cái gì ấy? Có ăn gì đâu. Ê, hôm nay no rồi. Ăn yếu rồi đấy. Chùa này Nạp rồi. Anh nhờ đang nắm bảng cho nó. Chẳng có nó. Ê, hôm nay ăn ít rồi đấy. Không, lúc nãy nó vừa ăn rồi. Giòn nhở ra. Ăn rồi á? Ăn lúc nào? Đó lúc nãy anh về hầu về ăn cá rồi. Anh Thắng cho em xin đi. Đây. Chân trâu nhá các bạn nhá. Đây. Tuyệt vọng chưa? Đó. Chấm hết luôn đấy. Con chân trâu này em thích ấy. Đợt trước đi vào Đà Nẵng, đi vào Phú Quốc ấy. Ở Phú Quốc nó cũng có một cái món là cái gì nhỉ, món bề chiên tỏi. Nó bảo là đừng có ăn món đấy, tại vì là sợ lại tốn tiền máy bay để bay vào ăn tiếp món đấy nữa. Đấy, là họ khuyên rằng là khi đến Phú Quốc là đừng ăn món bề chiên tỏi. Và nếu mà ăn vào rồi thì lại phải tốn tiền máy bay để bay vào tiếp ăn lần thứ hai. Em cũng không rõ nhưng tại vì nó nổi tiếng cái món đấy. À, ngon phết đây. Đấy. Nhưng mà nhưng mà nó chiên nó làm chiên tỏi. Con bề bề nào mà canh bon nữa. Em ơi, canh đấy mà. Canh bon là cái này là mình đặt trước rồi cũng FB. À rồi. Là cái gì đừng nấu từ cái gì ra nhỉ em gái nhỉ? Da trâu nấu với lá bon. Lá bon là lá gì em? Lá chuột. Lá ngứa ăn vào ngứa đấy anh, ngứa mồm ấy. Đấy, ta đây ăn nếu mà nấu không chín là bị ngứa mà. Thực ra đặc sản đây họ toàn trâu gì nhỉ? Đó là tại vì mình cứ bảo là món đặc sản nhất của có nhu là thịt tây của là bon nhu anh nhu à anh nhu đây em lúc bên này túi đâu mà sống thoải mái được bên này có mỗi ba người ăn canh bên này có mỗi ba người ăn canh đấy thôi em cố ăn từ gần tối nữa anh Thắng có vẻ thích món chân trâu nhỉ.
ăn nó hơi chua chua không ngon mà. Anh là có mỗi đinh 5 phân và gai bồ kết thôi, nó không chán được. Xem anh ăn bon à? Tí ngứa mồm đấy nhá. Bát không bát giờ. Ngứa mồm là nói nhiều ấy. Trần đã bắt được sóng rồi. Mồm ở tuần giáo nhá. Phù à? Hầu hầu luôn đấy. Nói mạnh dạn là nói to. Pì và pù pù à? Mẹ. Bê lu à? Bê lu à? 1, 2, 3 à? Ba ba mà ba p à đi o p này ba này uống ba anh đẹp trai à tì lầu Hà Giang á. Trần nói chuyện không đi với từng người rồi rồi sầu sầu riêng nha miền Nam nha. Ấy bắt được sống rồi nha. Chùa chỉ chùa sẻ à, chùa sẻ là sẻ nhỉ. Phen lấy điện thoại ra bấm cho thằng Điếc biết là con gái người Mông của Điếc cho Điếc nó biết. Điếc đang có điều chuyện gì xảy ra? Mông lấy á. Bây giờ đang sợ đấy, run 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 đấy. Đi nhập mạnh không? Ui mạnh thế. Phải 10 từ 1 đấy chứ. Không. 10 từ 1 chứ chứ. Còn để 10 cạ thì không. Nói tiếng Ngân. Vậy họ nói ít là mở đúng không? Lâu mà. Này. Trần uống được chưa? Đã được uống là họ đi rồi tìm. Tí nữa đúng không? Mà một tí nữa mà em xin uống một chén xong là em xin đứng ở đây mà cùng em chung với anh. Để làm kinh nghiệm cho em về đất của em về em được xuống đất của đất bên vương không biết dùng từ này. Anh nhất này, em muốn anh tí đợi tí nhá, tí sang mời đang bận luôn nhá. Đây đây Trần đấy. Món gì đấy? Ừ. Nào. Không phải nò của mình vậy. Bên này nó không gọi đò mỏ nào nhỉ? Đâu đây. Đâu quay có hả? Rồi. Xong là sang sớm nhá. Để mời anh Trần và anh Điếc. Một lốt nữa mà bây giờ nó đã bên Việt. Đã bên Việt. Biết mà nhà anh à. Bây giờ những đứa em này thì đã bên Việt thì đã bên Việt lo cho khách để thêm một lốt nữa. Vâng. Tí nữa em xin nhá. Đừng cả xôi về có thêm xôi không nhỉ chị nhỉ? Rồi. Đó. Đấy, tí cầm về nhá. Em cảm ơn nhá, bắt tay chị. Chị tên gì nhỉ? Em mời chị một chén. Chị là dân tộc gì? Đây. Này, chén sạch đây này. Chén sạch đây. Đây, ly này vừa mới đét. Hai rượu. Xem đây rượu Hà Giang. Đây em mang chị một chén rượu Hà Giang. Anh em nó mang sang đấy. Rượu ngô. Em là sang là Hải Sapa giới thiệu. Hôm nọ vào có quay chị rồi đúng không? Ở cái mâm đầu tiên này. Phải không ạ? Em cảm ơn nhá. Vâng. Cảm ơn em. Đấy, tí nữa mang xuống để nó cho xôi vào. Tổng kết. Mai còn mù chê về Hà Giang City. Trong bản thân em mà em xuống được. Trong bản thân em mà em được
đi được một tinh em à, em có thể xin được em xin mấy anh à, xin cho để em chụp mấy anh cho em đi về làm kinh nghiệm mà em xuống được một mảnh đất là bên bên vâng. Bây giờ hôm nay ăn kinh doanh cho ăn gì no mà cái gì cũng chê. Chiều như đi ăn hai cái bánh dày rồi. Bây giờ bây giờ đưa ra chợ nó lại làm hai cái bánh dày ở chợ. Hình như là làm một con cá nướng hay sao. Thế đi chợ có mua được cái gì không? Dán đi ăn thôi mà. Thế anh dẫn đi ăn rồi. Làm một con cá to, còn cái đĩa này này. Ăn cái gì? Ăn cá, cá nướng ấy. Ở chợ nó cá nướng ấy mà. Như này này. Xong là cái người ăn ở vỉa hè luôn. Anh rồi đó. Đợt mình ngả hết. Đây, hai. Một, hai, ba. Ba, một, bốn, năm. Năm. 6 6 từ 7 6 7 7 7 7 7 8 8 9 10 10 biết đến đấy lại cho đến nhà tầng gấp 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 nó nhìn này nhìn nhà bằng miệng ấy nó đã ấy rồi chứ còn bình thường mà như mình bẩm sinh thì không bao giờ biết được cái đấy là đấy tại vì là mình đang chỉ 1, 2, 3 này nó nhìn khẩu hình mình là đoán được học đến lớp 9 mà nên là học đến lớp 9 đấy nên là mắt nó lúc nào cũng liếc này này để ý xem là khẩu hình mình đấy. Nhiều người sẽ yêu bảo là cũng nói được nó gian lắm là sao là mắt nó cứ phải liếc này và tai nó không nghe được nên là mắt nó lúc nào cũng phải đảo đó. Mắt bình thường con người thì là lúc nào cũng bình tĩnh cũng là nhìn vào một chỗ mà nhìn đưa ra bình thường thôi đấy nhưng mà thằng này là tai nó không nghe được nên là mắt nó cứ đưa qua đi lại rất nhanh liếc láo cầm về cái này cầm về chẩn bác can rượu đi bác can rượu về mai uống tiếp bàn chặt vào tí thôi hai chai nước của anh về ăn nước thôi nước gì Đây đi xuống dưới này. Anh Thắng ơi, nhưng mà cái này có cầm đi không? Quay xuống đây. Vâng. Mày quay đi. Đây. Không còn đấy nữa đâu. Cái đấy đầy mà. Cái đấy không ai ăn. Đó. Đây là Thắng đến nhà hàng này nó có một cái món mà rất đặc trưng về Hà Giang. Hà Giang sẽ đưa về nhà. Chị ơi, còn son nhở? Đó. Điếc công tử nhá, nhìn thấy à? Cái đấy thì đầy à? Xin mỗi cái này thôi. Đó, rất là đặc trưng. Tới này bên mình nhá, nó cũng phải làm cái này. Du lịch Hà Giang nó không khác gì bên này đâu, đúng không? Đây. Ẩm thực đây. Vâng. Đây. Đó. Được rồi chưa? Đấy, đây, cá nướng. Đây, nước rồi. Rồi. Đó. Rất sạch sẽ và đảm bảo. Đấy chưa?
Đây là một trong những món cải hôm nay tháng ăn tháng ăn ở đây là rất là ấn tượng với cái món này. Nó ăn một cái nó hơi sông lên mũi, hơi cay cay đó, và trong nó có mắc khén, rất đặc trưng. Đây là cải cải cay đấy, cải ngông đấy nhỉ. Cuốn thịt nhá, thịt là lợn bản, lợn mắm, đúng rồi, nướng trên than. Người Thái ở đây cũng xinh, rất là xinh luôn, có một cái dáng rất là cao nhỉ, không như bên người Mông ở Hà Giang. Đây là chị quản lý này, tặng cho Điếc công tử này, nhận này của chị này đó. Rồi bắt tay cái thì chị bắt tay với cả bạn nhá. Rồi Điếc công tử Hà Giang sang nhá, đó chào cô nhá, chào các chị nhá, chào chị nhá, rất là ấn tượng với cả dân tộc Quán. Wow đẹp chưa, nhà như nhà dài ở Tây Nguyên ấy. Đấy, cầm về nhé. Có nắm sôi về rồi. Mà xin mấy cô. Chị đâu? Xin đổi ba bò chín trâu không được. Bầm răng bầm đổi lấy trâu này. Anh à? Ai trực tiếp à? Xin chào nhá. Chào 5.000 người đang xem. Ôi rồi. Anh Thanh bay hồng live stream rồi. Đây. Đấy. Giữ in tay chắc chắn. Trật tự nhá, nào từ đồ này. Đấy. Cô gái này là đã có chồng, cô gái này là chưa chồng. Con này là có chồng. Cô kia là chưa chồng. Chưa gì nó. Thầy hồ đang live stream. Một lon Coca. Một lon Coca lấy cái uống này. Đây. cho thêm mấy cái. Đấy. Cho nhiều để lấy về khoe. Khoe anh Giàng, Anh Giàng à? Giàng. Lấy về cho Giàng đấy, em. Đất rồi. Cao lên. Đấy. Cho mẹ. Mẹ. Đút túi luôn. Bỏ túi luôn, mất. Có muốn là đi tìm bạn trai đúng không? Đây là đưa sừng rồi, đang ngủ sừng. Hà Bù Tre à? À Hà Giang à? Thôi em cảm ơn chị nhá, chào chị nhá. Vào đây, vào đây, quay. Nè, mật ong bằng Hà Giang nhìn không? Đấy. Bên này cũng mật ong bạc hà nhé, có mật ong bạc hà luôn. Đấy, nhưng mà nó khác luôn mình. À, sao? Đây mật ong gì nhỉ bạn nhỉ? Dạ, cái đấy là mật ong rừng ạ. Rừng à? Đây là mật ong bạc hà này thì mình lấy đâu về? Cái đấy ở Hà Giang mang về. À, Hà Giang. Đấy, đặc sản nhỉ? Đặc sản đúng luôn. Ồ, thế bạn người Hà Giang à? Vâng. Nhưng mà bạn phải giới thiệu với chị là bạn là người Hà Giang nhé. Nhưng mà có tặng gì cho người Hà Giang mang về để quảng bá du lịch ở bên Lai Châu nhỉ? Bạn đưa thì bạn cảm thấy là cái gì mà thích nhất? Bây giờ là cô có cảm thấy là có một cái gì đó là đặc sắc nhất ở Điện Biên mình? Vâng. Ô, bạn đang quay à? Vâng, cháu đang quay phim mà. Cô là nửa thế giới biết đấy. Đây này, đây là Bạch công tử này. Đó, bắt tay cô. Đó, Biết công tử, quay hầu nhanh vào đây. Đó, úi dồi. Triệu view đây cô ạ. Đây là nhân vật triệu view ở Hà Giang đây ạ. Quay hầu. Vâng. Bắt tay cô. Quay hầu vẫn đang run sợ. Trần. Tiếp công tử vào đây. Đây vào đây. Đây. Bắt tay à. Bắt tay cô ạ. Đấy, triệu view nhá. Đánh cho cô xem. Vâng. Vâng.
cô là bán hàng chủ quán. Vâng, cô em cảm ơn cô. Rất là nổi tiếng. Đây món này món gì nhỉ cô nhỉ? Cái đấy là bánh khổi sắn. Bánh khổi sắn. Tặng luôn chứ. À, đây Trần đây, cảm ơn cô này. Mang về Hà Giang để cho vợ con ăn cho biết không. Chụp ảnh với cô gái, chụp ảnh cái. Đây chụp ảnh luôn. Không phải chụp ảnh. Mai cô xem Nguyễn Tất Thắng nhá, để biết nhá. Nào, cô chụp ảnh này. Rất nổi tiếng. Đó. Cô nhìn về đây. Rồi. Tiếc mấy bay hầu nào, ba cả. Vào đi, vào cả ba. Bây giờ từ Hà Giang lên đây. Vâng, Hà Giang ạ. Rồi. Vâng, cháu cảm ơn cô nhá. Rồi, chê, bye bye ạ. Chào cô ạ. Tầm tiên à. Bây hầu ạ. Đi sang đường phê anh tới cẩn thận. Thôi bây giờ chắc cũng xin tạm dừng video đó nhá, bởi vì bây giờ anh em đi về phòng đó, vừa ăn cơm xong.